Rồi alo, thế là không báo cho em biết. Mới À, hôm trước thỉnh phép bán đất à? Bán đất hay bán nhà cho ai? bán nhà Bán nhà cho ai đấy? là tôi ấy, nhà thì Cho chị à? Bán cái giá bao nhiêu tiền đấy? nói chung là bán rẻ. Thế cũng được rồi, đang gấp bán. Thỉnh phép bây giờ bán được nhà rồi đúng không? Bán được rồi, bán với giá bao nhiêu tiền? Nói chung là bán ra thị trường mất mấy trăm. Thì nhưng mà bán được bao nhiêu tiền? 4 tỷ đúng không? Đấy, thỉnh phép sau một thời gian bây giờ bán được 4 tỷ. Thì chúc mừng được còn gì nữa, quá ngon lành được có gì nữa. Bán theo thị trường ba ba năm. Ôi, đang mùa Covid bán được nhà là may mắn rồi, còn đòi gì nữa. Bất động sản bây giờ đang xuống, bán được nhà là may rồi, cầu phép bán nhà, bán được nhà là may rồi còn gì nữa. Đấy, còn con chị đấy, còn con chị nó nói không nghe lời đấy, đúng không? Đấy, con chị nó nói không nghe lời thì cũng gửi thông tin qua đây em làm cho, và đảm bảo là nhanh thì 6 tháng, chậm 1 năm đổ lại thôi, con chị lại nghe lời bình thường. Chắc hàng ngày chị xem rất nhiều video của em rồi đúng không? Thấy em bán đất cho người ta này, cầu lộc làm ăn này, vợ chồng cãi nhau này, tất cả mọi thứ em đều làm được hết đúng không? Chính bây giờ chị cũng trải nghiệm đấy, chị khó về đất đai bây giờ là khó bán được, bây giờ em cũng bán cho chị rồi đấy. Thì nếu mà đồng ý thì gửi thông tin của con chị qua đây em làm lễ để cho cháu ngoan lại, nghe lời không cứng đầu cứng cổ nữa. Trời ơi, làm việc thánh mà chị ơi, giúp người chứ hại người gì đâu mà ảnh hưởng cái gì. Cho con chị ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ, biết hiếu thảo ba mẹ, đó là việc tốt. Chứ việc xấu gì mà việc xấu gì đâu mà ảnh hưởng gì đúng không? Sao? Vâng, đúng rồi, gửi theo cái thông tin đó đi, gửi thông tin đây rồi là chuyển khoản cho em luôn để em sắm đồ lễ để em làm cho nhé. Cái phép đó bây giờ chị đem đốt đi nhá, đã bán xong được nhà rồi thì đem đốt đi nhé, đem đốt đi nhé. Đem đốt cái tờ giấy đó đi và đem cái tro đó đổ vào một cái gốc cây nào đó nhé. Đúng rồi, đốt hết luôn nhé. Rồi Nhưng mà chị rải cái tro đó vào một cái gốc cây nào đó nhé. nhưng mà chị chưa chưa lấy hết tiền thì sao? Từ từ lấy, khi nào hết Ờ, tay đúng lấy. rồi, khi nào lấy hết tiền rồi Khi nhé. nào lấy hết tiền thì làm đúng không? Dạ ok, đúng rồi. Cảm ơn nhé. Rồi, chào chị nhé.